Cô chào các con. Buổi kể chuyện ngày hôm nay, cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện mới. Câu chuyện có tên Trí Khôn. Bây giờ các con cùng với cô tìm hiểu câu chuyện này nhé. Câu chuyện này có những nhân vật nào? Nội dung câu chuyện ra sao? Các con hãy cùng lắng nghe cô kể câu chuyện này nha. Câu chuyện Trí Khôn. Cạnh khu rừng nọ, có một bác nông dân đang cày ruộng. Con trâu đang rạp mình kéo cày. Con hổ thấy cảnh ấy, lấy làm lạ. Lợi dụng lúc vắng người, hổ tới hỏi trâu. Này, trâu kia, anh to lớn nhường ấy, sao lại chịu kéo cày cho người? Trâu đáp, vì người bé, nhưng có trí khôn. Hổ không hiểu trí khôn là cái gì. Đợi bác nông dân ra, bèn lân la đến gần hỏi. Người kia, trí khôn đâu? Cho ta xem. Bác nông dân đáp, trí khôn ta để ở nhà. Hổ năn nỉ, hãy về lấy nó, cho ta xem đi. Bác nông dân bảo, ta về, hổ ăn mất trâu của ta thì sao? Nếu thuận, cho ta trói lại, ta sẽ về lấy cho mà xem. Hổ muốn xem trí khôn của bác nông dân quá, nên chịu để bác trói lại. Trói xong, bác bảo, ngươi sẽ được thấy trí khôn của ta. Nói rồi, bác chất một đống rơm xung quanh hổ, châm lửa đốt, lửa cháy nguồn ngụt. Hổ khiếp sợ, ra sức vùng vẫy. Dây trói cháy và đứt, hổ thoát nạn, chạy thẳng một mạch vào rừng. Và cũng từ đó mà bộ lông của hổ có vằn đen. Các con vừa lắng nghe cô kể xong câu chuyện của ngày hôm nay. Để hiểu rõ hơn về nội dung của câu chuyện, các con hãy lắng nghe cô kể lại một lần nữa câu chuyện này nhé. Câu chuyện Trí Khôn. Cạnh khu rừng nọ, có một bác nông dân đang cày ruộng. Con trâu đang rạp mình kéo cày. Con hổ thấy cảnh ấy, lấy làm lạ. Lợi dụng lúc vắng người, hổ tới hỏi trâu. Này, trâu kia, anh to lớn như ấy, sao lại chịu kéo cày cho người? Trâu đáp, vì người bé nhưng có trí khôn. Hổ không hiểu trí khôn là cái gì. Đợi lúc bác nông dân ra, bèn lân la đến gần hỏi. Người kia, trí khôn đâu? Cho ta xem. Bác nông dân đáp, trí khôn ta để ở nhà. Hổ năn nỉ, hãy về lấy nó, cho ta xem đi. Bác nông dân bảo, ta về, hổ ăn mất trâu của ta thì sao? Nếu thuận cho ta trói lại, ta sẽ về lấy cho mà xem. Hổ muốn xem trí khôn của bác nông dân quá, nên chịu để bác trói lại. Trói xong, bác bảo, ngươi sẽ được thấy trí khôn của ta. Nói rồi, bác chất một đống rơm xung quanh hổ, châm lửa đốt, lửa cháy nguồn ngụt. Hổ khiếp sợ, ra sức vùng vẫy. Dây trói cháy và đứt, hổ thoát nạn, chạy thẳng một mạch vào rừng. Và cũng từ đó, bộ lông của hổ có vằn đen. Các con vừa lắng nghe cô kể xong câu chuyện này. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các con quan sát bốn bức tranh, kể lại từng đoạn của câu chuyện ở mỗi tranh, dựa vào câu hỏi gợi ý dưới tranh nhé. Các con hãy quan sát bức tranh số 1 và cho cô biết hổ nhìn thấy gì. A. Hổ nhìn thấy gì vậy các con? Hổ nhìn thấy bác nông dân đang cày ruộng, trâu đang rạp mình kéo cày. Thấy cảnh ấy, hổ đã làm gì? Hổ đã làm gì nào các con? Hổ thấy làm lạ vì điều đó, nên đến hỏi trâu, vì sao thế? Để biết hổ và trâu nói gì với nhau, cô mời các con quan sát bức tranh số 2.
và cho cô biết. Hổ và trâu đang làm gì? Hổ và trâu đang làm gì nào các con? Hổ và trâu đang nói chuyện với nhau. Vậy, hổ và trâu đã nói gì với nhau? Hổ nói, này, anh trâu, anh to lớn thế, sao chịu kéo cày cho người? Thế trâu đáp thế nào nè? Trâu đáp, người bé nhưng có trí khôn. Hổ thắc mắc và rất muốn biết trí khôn là gì. Để biết được điều đó, các con hãy quan sát bức tranh số 3 và trả lời cho cô câu hỏi sau. Muốn biết hổ đã làm gì? Hổ đã làm gì nào các con? Hổ đã nói chuyện với bác nông dân. Hổ và bác nông dân đã nói gì với nhau? Hổ nói, hãy về lấy trí khôn ra đây cho ta xem. Bác nông dân đáp lại thế nào? Bác nông dân đáp, được, nhưng ta phải trói hổ lại để hổ khỏi ăn mất trâu của ta. Bác nông dân đã làm gì để cho hổ thấy được trí khôn của mình sau khi hổ chịu để bác nông dân trói vào gốc cây? Các con hãy quan sát bức tranh số 4 và trả lời cho cô câu hỏi sau. Bức tranh vẽ cảnh gì? Bức tranh vẽ cảnh, bác nông dân trói chặt hổ vào gốc cây, chất một đống rơm xung quanh và châm lửa đốt. Lúc này, bác nông dân bảo với hổ rằng, ngươi sẽ được thấy trí khôn của ta. Vậy câu chuyện kết thúc như thế nào? Dây trói bị cháy và đứt. Hổ thoát nạn, chạy thẳng một mạch vào rừng. Và cũng từ đó, bộ lông của hổ có vành đen đó các con. Cô vừa hướng dẫn các con quan sát 4 bức tranh và kể lại từng đoạn của câu chuyện. Nào, bây giờ các con hãy cùng thực hành kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh qua các câu hỏi gợi ý cho bố mẹ của mình nghe nhé. Các con đã lắng nghe cô kể chuyện và cô cũng đã hướng dẫn các con kể lại từng đoạn của câu chuyện. Vậy các con hãy cho cô biết hôm nay các con được nghe và tìm hiểu câu chuyện gì? Và câu chuyện gồm những nhân vật nào? Các con có thời gian là 5 giây để suy nghĩ và trả lời. Các con đã trả lời xong chưa nào? Mình cùng kiểm tra đáp án nha. Hôm nay chúng ta được học câu chuyện có tên là Trí Khôn. Và câu chuyện của chúng ta gồm có 3 nhân vật. Nhân vật đầu tiên, hổ. Nhân vật thứ hai, trâu. Nhân vật thứ ba, bác nông dân. Và các con hãy chia sẻ với bố mẹ của mình trong 3 nhân vật này, con thích nhất nhân vật nào và vì sao con lại thích nhân vật ấy? Chúng ta vừa tìm hiểu xong câu chuyện của ngày hôm nay. Các con hãy cho cô biết, câu chuyện cho con biết điều gì? Câu chuyện cho chúng ta biết, hổ là con vật to, khỏe, hung dữ, nhìn rất ngốc. Con người tuy nhỏ bé nhưng thông minh, biết dạy con trâu chăm chỉ kéo cày, biết dùng mưu trí để đuổi hổ. Trí khôn của con người làm chủ được cuộc sống và làm chủ được muôn loài. Sau khi học xong tiết kể chuyện của ngày hôm nay, các con hãy thực hiện một trong 2 yêu cầu sau. Trả lời câu hỏi dưới tranh, hoặc các con có thể chọn và kể lại một đoạn truyện mà con thích cho bố mẹ của mình nghe nhé. Sau khi thực hiện xong một trong 2 yêu cầu trên, các con hãy xem trước bài kể chuyện tiếp theo, Bông Hoa Cúc Trắng. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các con chăm ngoan học tốt
Hẹn gặp các con ở bài học sau nha.